Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình chào ngày mới sáng chủ nhật ngày 12 tháng 9 của STV. Thưa quý vị, là một trong những huyện nghèo thuộc nghị quyết số 30A của chính phủ, năm 2010 Quỳnh Nhai bước vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương này đã đạt nhiều kết quả tích cực và huyện đang phấn đấu trở thành địa phương cấp huyện thứ hai trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện này trong phần sau của chương trình sáng nay, cùng những nội dung đáng chú ý khác. Ngay bây giờ là phần tin tức chúng tôi vừa tổng hợp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dù tháng 8 giá trị xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng đều giảm bởi tác động tiêu cực của dịch COVID-19, nhưng do kim ngạch xuất khẩu của những tháng đầu năm tăng mạnh nên tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản nước ta vẫn tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng qua ước đạt 32,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 13,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6%. Lâm sản chính đạt khoảng 11,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 42,7%, thủy sản đạt trên 5,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1%, chăn nuôi ước đạt 296 triệu đô la Mỹ, tăng 15,9%. Nhóm đầu vào sản xuất khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,1% nhóm sản xuất có giá trị xuất khẩu tăng gồm cà phê, cao su, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá cha, tôm, sản phẩm gỗ, mây tre, cói, thảm, quế, vân vân. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cung cấp thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 11 ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời kỳ mới. Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 11 trên 53 đồng chí, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện và tương đương 99 trên 443 đồng chí. Toàn tỉnh có 12 đồng chí cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, thành phố. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa 15 1 trên 7 đồng chí. Có 39 đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý các sở, ban ngành, đoàn thể là phụ nữ. Hiện toàn tỉnh Sơn La có trên 3.000 doanh nghiệp với tổng số vốn gần 84.000 tỷ đồng, 716 hợp tác xã và 205 tổ hợp tác, tạo việc làm cho trên 34.000 lao động địa phương. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tiến dụng, các chính sách về đất đai, liên doanh, liên kết, cung ứng tiêu thụ sản phẩm, giải ngân thanh toán các công trình đầu tư công, đơn giá vật liệu xây dựng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hợp tác xã, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 9 cuộc đối thoại. Các doanh nghiệp hợp tác xã đã kiến nghị các vấn đề về cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, khoáng sản, bố trí vốn thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành các công trình. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành tập trung giải quyết việc miễn giảm lãi vay cho khách hàng, giữ nguyên nợ nhóm vay 595 tỷ đồng cho 186 khách hàng. Dự kiến giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho gần 1.400 đơn vị. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp tổ chức gần 20 chương trình gặp mặt và đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. Cùng với việc tiêm vaccine phòng COVID-19, công tác tiêm chủng mở rộng cũng được tỉnh Sơn La thực hiện song hành nhằm đảm bảo tiến độ và thời gian lịch tiêm chủng cho các đối tượng được tiêm. Chỉ tính trong tháng 8, các hoạt động y tế dự phòng, tiêm chủng mở rộng ở tỉnh ta đã thực hiện phân bổ 53.570 liều vaccine cho 12 huyện thành phố để thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho các đối tượng thuộc nghị quyết số 21 của chính phủ, nhất là các lực lượng công an, bộ đội theo đúng quy định và quyết định số 3355-2021 của Bộ Y tế ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022. Kết quả tiêm chủng 8 tháng, tổng số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 11.005 trẻ. Trong tháng 8, số trẻ được tiêm 1.927 trẻ. Số trẻ được tiêm vaccine viêm gan B 24 giờ đầu sau sinh 8.714 trẻ. Trong đó, số trẻ được tiêm trong tháng 8 là 1.300 trẻ. Trẻ được tiêm vaccine phòng sởi đến hết tháng 8 là 11.410 trẻ. Trong đó, trẻ được tiêm trong tháng 8 là 1.950 trẻ. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của nhân dân và mọi mặt của đời sống xã hội. Bước vào năm học mới 2021-2022 với đầy khó khăn thử thách, hầu hết các nhà trường đều tổ chức cho học sinh sinh viên học trực tuyến. Để học tập theo phương pháp này có hiệu quả, đòi hỏi phải có trang thiết bị dạy và học phù hợp. Tuy nhiên hiện nay có nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế nên không thể trang bị cho con em mình thiết bị tối thiểu phục vụ học tập trực tuyến. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc học tập, tiếp thu kiến thức của các em học sinh nhằm hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn nêu trên chủ tịch hội khuyến học việt nam kêu gọi và phát động phong trào máy tính cho em đồng thời đề nghị hội khuyến học các tỉnh thành phố phát động phong trào trong hệ thống hội khuyến học nhằm vận động các hội viên gia đình dòng họ cộng đồng đơn vị các doanh nghiệp các nhà hảo tâm chung tay góp sức hỗ trợ các em thiết bị học tập như máy tính điện thoại thông minh để các em có phương tiện tham gia học tập theo quy định của ngành giáo dục Thực hiện đề án bố trí chức danh cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tăng cường các xã biên giới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lựa chọn 17 cán bộ biên phòng về 17 xã biên giới, trong đó có 13 đồng chí giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy các xã. Quá trình công tác, các cán bộ được tăng cường đã cùng cấp ủy chính quyền triển khai các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, cùng với cấp ủy phát hiện bồi dưỡng 1.495 quần chúng ưu tú, trong đó 600 quần chúng ưu tú đã được kết nạp đảng. Bên cạnh chú trọng công tác xây dựng đảng, các cán bộ tăng cường luôn nêu cao tinh thần, vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xoa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật, lựa chọn mô hình chăn nuôi, trồng trọt có giá trị và cho năng suất cao vào sản xuất. Trong lĩnh vực đảm bảo an ninh biên giới, các cán bộ tăng cường thường xuyên chủ động đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp có liên quan đến an ninh trật tự, phối hợp đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các hiệp định, nghị định về quy chế quản lý biên giới nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự, bây giờ là thời lượng dành cho câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Quỳnh Nhai đạt bình quân 14,1 tiêu chí mỗi xã, có 6 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, huyện đã được chính phủ phê duyệt đưa ra khỏi danh sách các huyện nghèo theo nghị quyết 30A. Đây là những tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Khi bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quỳnh Nhai tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trọng tâm là phát triển thủy sản, phát triển cây ăn quả trên đất dốc, cây dược liệu dưới tán rừng, tán cây ăn quả. Chúng tôi à, à, tiếp tục để làm việc với các nhà đầu tư trong việc là phát triển sản xuất, đặc biệt là trong cái việc nuôi trồng thủy sản cũng như là trồng cây ăn quả trên đất đốc để đảm bảo cái việc là ổn định đời sống cho bà con và tăng thu nhập cho bà con. Diện tích đất này đã được gia đình ông Tòng Văn Vinh ở bản Bo Xanh canh tác cây ngô cây sắn từ nhiều năm qua. Tuy nhiên do chi phí đầu tư cao, năng suất thấp, giá nông sản bấp bênh nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi được xã bản tuyên truyền vận động, ông đã chuyển đổi sang trồng dứa cho công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Trước thì nhà mình thì trồng cây sắn, cây ngô nên không hiệu quả mới. Sau này thì đại trồng cây ăn quả nữa. Cây ăn quả cũng không phù hợp. Thế này mình cũng trồng cây dứa thì cây dứa địa phương mình thì cũng thấy cũng hiệu quả thì Công ty thì nó xem thì nó thấy hiệu quả hơn thì nó đưa giống giữa cho mình trồng 2H. Bài học lớn trong xây dựng nông thôn mới được rút ra là tập trung tuyên truyền vận động để người dân hiểu về lợi ích xây dựng nông thôn mới, trong đó người dân là trung tâm, người trực tiếp thụ hưởng. Gần 1.000 tuyến đường giao thông nông thôn bằng bê tông được hoàn thành trải dài khắp các bản làng nhưng không tốn một đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Nó chính là minh chứng về sự đồng lòng của nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ khi Đảng nhà nước quan tâm làm đường nông thôn mới, vận động và con làm tôi rất là vui mừng. Tôi có đất ruộng hiến đất làm đường. Còn anh em trong bản nữa, còn hiến đều điều như nhau. Qua giả soát theo tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay Quỳnh Nhai mới đạt 3 tiêu chí gồm kinh tế, điện, y tế, văn hóa giáo dục và còn 6 tiêu chí chưa đạt. Để đạt được các tiêu chí này, tỉnh Sơn La đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm trưởng ban, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tỉnh đã chỉ đạo và chúng ta đã hoàn thiện để chuẩn bị ban hành đề án xây dựng nông thôn mới của huyện Quỳnh Nhai. Và trong đề án nó có hết sức cụ thể từng nhiệm vụ phải làm từng công việc phải làm và thời gian cho từng công việc đó để làm sao một là chúng ta có lộ trình các xã còn lại của huyện Quỳnh Nhai là đạt chuẩn nông thôn mới tỷ lệ bao nhiêu phần trăm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao rồi cái tỷ lệ hài lòng của người dân rồi các cái nội dung của các cái bộ tiêu chí đối với một huyện nông thôn mới với sự quan tâm kịp thời của đảng nhà nước sự nỗ lực của các ủy chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trong giai đoạn 2018-2020, huyện Quỳnh Nhai đã vượt ra khỏi quyện nghèo theo nghị quyết 30A của chính phủ là tiền đề quan trọng để Quỳnh Nhai phấn đấu trở thành đơn vị cấp huyện thứ hai của tỉnh Sơn La sau thành phố Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới. Vâng, mong rằng những kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới của Quỳnh Nhai sẽ được phát huy và tiếp tục đạt được mục tiêu tiếp theo trong thời gian tới. Khép lại câu chuyện ngày mới, chúng ta cùng đến với mục Mỗi ngày một việc tốt. thưa quý vị và các bạn, với tinh thần tương thân tương ái, góp phần chung sức cùng cộng đồng làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Công an tỉnh Sơn La đã nhận nuôi dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ 10 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó Công an tỉnh Sơn La trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng 4 em. Ghi nhận về hoạt động nhân văn này. Hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt nhất, xúc động nhất với 4 em được nhận nuôi dưỡng tại Công an tỉnh Sơn La, khi từ ngày hôm nay, các em sẽ có một cuộc sống mới một ngôi nhà thứ hai với các cô chú công an buổi lễ đơn sơ mọi thứ còn mới mẻ bỡ ngỡ với các em nhưng chất chứa biết bao tình yêu thương của tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sơn la với mong muốn tạo dựng cho các em một tương lai có kiến thức biết quý trọng sức lao động và quan trọng là có cơ hội thay đổi cuộc sống được sự nhất trí của ban thường vụ đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh thì các đơn vị thường trực đã bắt tay và chuẩn bị các điều kiện nội dung triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để đón các cháu về công an tỉnh chăm sóc nuôi dưỡng đồng thời tham mưu hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng cho gia đình một số cháu với mục tiêu giúp các em có cuộc sống ổn định đầy đủ về cả cơ sở vật chất lẫn tinh thần ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện kế hoạch phòng hậu cần cùng phòng cảnh sát cơ động đã tiến hành dọn dẹp nơi ăn trốn nghỉ cho các em sao cho đầy đủ và tiện nghi nhất. Những bộ đồng phục mới và những bộ sách giáo khoa mới chính là hành trang cho các em bắt đầu một năm học với nhiều điều mới lạ. Thì nay về cơ bản, về phòng nghỉ đã được Công an tỉnh Sơn La bố trí tại cơ sở làm việc của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đảm bảo nơi ăn ở sinh hoạt cho các cháu đảm bảo các điều kiện cơ bản nhất để các cháu yên tâm tạo một cái môi trường ấm cúng tình cảm trong thời gian tới để cho các cháu hòa nhập với với, với đơn vị thì chúng tôi cũng xác định là sẽ tổ chức cho các cháu được rèn luyện học tập giống như một chiến sĩ nhỏ của đơn vị từng bước phát triển và hoàn thiện về văn thể mỹ để sau này khi các cháu trưởng thành sẽ trở thành những công dân có ích cho gia đình và cho xã hội dưới mái nhà chung của lực lượng công an Sơn La, các em đều nhận được tình cảm yêu thương, bảo đảm trong học tập rèn luyện. Việc nhận chăm sóc nuôi dưỡng các em tại công an Sơn La không chỉ là điểm tựa vững vàng cho các em tiến đến tương lai rộng mở, tươi sáng hơn, mà còn thể hiện tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với bà con nhân dân nơi dẻo cao Tây Bắc đem lại mái nhà cho những em nhỏ không nơi nương tựa, không có người nuôi dưỡng chăm sóc, bảo hộ, sống lang thang, cha mẹ mất sớm. Việc làm nhân văn thể hiện tấm lòng nhân ái vì cộng đồng đó đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Tới đây chúng tôi xin khép lại chương trình chào ngày mới sáng nay. Chúc quý vị một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.